làng ta là cứ cái ngày mùng 1 tháng chạp này là các ông cái người 49-50 lên để tơi dầu để lễ lên gia đình để hầu vào nhà thánh, và đồng thời tức là cùng với các cụ tuổi cao để tiếp tục gìn giữ cái di tích lịch sử đình làng Hồi, là cái di tích lịch sử quốc gia của chúng ta. Đây là một cái nét đẹp văn hóa mới để giúp cho chúng ta luôn luôn nhớ tới cội nguồn của dân tộc mình. Thế là tôi để cho con một cái nữa đấy, con mời bác trời làm ơn nó bảo chúc đấy tân tân để phấn đấu làm thế nào nối tiếp các cụ đàn anh để chúng ta cùng nhau gìn giữ cái di tích lịch sử của chúng ta ngày càng được tốt đẹp và bền vững. Xin mời. Hôm nay là tôi đại diện cho 21 ông, hôm nay được cái tuổi sơ thọ kiếm hơi dầu lòng lên đường điện nhà thánh sau để theo thoát dân cùng nhà ra để chúc mừng cho 21 ông. Tôi xin tuân lĩnh và xin chúc lại cụ càng nhân sớm thêm tuổi mới sức khỏe mới an khang thịnh vượng và đạt sự như ý. Vâng, xin cảm ơn các ông, xin cảm ơn tất cả các ông và chúc các ông và toàn thể các cụ có mặt tại đây trang thọ chuẩn bị sang năm Giáp Thìn thêm tuổi mới, sức khỏe mới, hạnh phúc mới, tương lai mới. Anh ơi, đúng rồi ạ. Vừa tôi là hai cụ cao tuổi, ta vừa có ý kiến mừng cho cái ngày hội dân của quê hương chúng tôi có cái tập tục là tuổi 49 lên 50. Rất là vui vẻ, mà đây là một cái tục cổ truyền từ cổ xưa tới nay mà chỉ có dân quê hương chúng tôi mới duy trì được. Vậy xin nhân tiện ngày vui, tôi xin có mấy câu thơ để chúc về nói lên về cái đình làng cổ kính của quê hương chúng tôi. Xin phép các cụ cao tuổi và tất cả toàn dân và các quý khách đón mừng xuân mới năm nay, toàn dân ăn Tết tràn đầy niềm vui. Đầu xuân xin có đôi lời mừng xuân kính chúc mọi người khỏe vui. Đình làng tu tạo xong rồi, mượt thơ xin nhắn đôi lời khắc sâu. Đình Vồi đã có từ lâu, đời xưa truyền lại đời sau phụng thờ. Linh thiêng nổi tiếng từ xưa, cầu nắng thuận, cầu mưa mưa hòa. Trải bao bão táp phong ba, chiến tranh tàn phá xảy ra khắp miền. Đình Vồi vẫn được giữ nguyên, xếp hàng danh tiếng khắp miền Sơn Tây. Ơn Đảng ơn Bác ngày nay, xếp hàng di tích tràn đầy vinh quang. Đầu tư tôn tạo khang trang, cảnh quan sạch đẹp xóm làng vui tươi. Ai về thăm cảnh quê tôi, chắc rằng cũng có đôi lời ngợi khen. Trước đình tỏa ngát hương sen, hàng cau soi bóng ao sen hiền hòa. Nhìn gần nhìn đến cảnh xa, có dòng sông Tích hiền hòa chảy xuôi. Con đê bao bọc đình Vồi, người xe du khách thảnh thơi ngắm nhìn. Trên đê trông rõ mái đình, hình cong cong bốn mái uốn mình lên cong. Ngược cung đẹp đẽ biết bao, cung hình bốn mái kém nào đình đâu. Hai bên tạ bạc bằng nhau, trước đình sân rộng gạch màu đỏ tươi. Từ đây làng xóm quê tôi ngày rằm mùng một khắp nơi tìm về, trẻ già trai gái hả hê, hương hoa quả thực đem về lễ dâng. Châm hương cầu nguyện quốc mong, cầu an cầu lộc cầu danh cầu tài, toàn dân chung sức kề vai, nông thôn đổi mới từ nay vững bền. Tin vào Đảng giúp chính quyền xây dựng đất nước tiến lên mạnh giàu. Đầu xuân xin có đôi câu, đình ta là di tích cùng nhau giữ gìn. Nhắc ai đi ngược về xuôi, nhớ về thắng cảnh đình Vồi Phú Kim. Thì đấy ạ. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai, ta quên biết nhau khi tàn phong, ta yêu biết thiết tha khi xa. Để mùa đông đám cưới đôi mình, em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm chẳng thành đầy, mình không lẽ loi vòng ngủ sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Để mùa đông đám cưới đôi mình, em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm chẳng thành đầy, mình không lẽ loi không mùi sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm chẳng thành đầy, mình không lẽ loi không mùi sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Yêu
đã vô cánh rồi. Thầm có mong cho em mãi quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta đã theo giấc mơ, mình mong cũ mãi trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về.
chú hùng đừng quát mũi lực lờ làn bay chắc có chữ gì mà hót vui bát cả tành rừng vui chắc ta cùng xuôi chuyện vui chắc tay quanh bên những dây mây yên một chàng trai bắt sáng người mình hoàn bắt tư anh vui gì mà sao bay bắt cả cánh rừng vui chân ta cùng xuống chân vui chân bay quanh bên những rừng mây trai khôn ngoan, tóc của nàng ngày quá mà sao nàng xinh quá, màu xanh tím đỏ nhảy nhót trong mắt em, vui chân mà chẳng nói về gì trong em. Cháu một người con gái cô một người đẹp quá, em vui vì bà lưu lo như đạt trên trời, bay bay lang thang trên đỉnh núi xa bờ. Anh đang như người bay bên tôi đầy hình xuống chờ, xuống chờ lại với em, xuống chờ, xuống chờ, xuống chờ với em. Anh là chàng trai khôi ngô hay quá, mà sao nàng xinh quá, màu xanh tím đỏ nhẹ nhấp trong mắt em, vui chân mà chẳng nói được gì trong mắt em, anh là những con người vui, ôi chờ mình vui quá, mà nàng xinh quá, đường xa chúng em vẫn vui chân chân đi bên anh mà chẳng nói được gì trong tâm em anh là như có tiếng mưa đi mặt trời lặn sau vai anh núi trở về chiều đã vắng chia tay lòng còn vẫn thương chưa kịp nói lần gì hẹn ngày trường sau tới nhé lại gặp rừng mơ ấy trên con đường mòn núi cao các bà, các anh. Thấy các ông, các anh hát hay quá nên chị em phụ nữ chúng tôi cũng xin được góp vui một chút ạ. Đề nghị tất cả mọi người cho một tràng vỗ tay động viên ạ. Trong đời sớm cần
này ạ. Em xin mời anh hai bên ạ. Anh ơi, tâm lòng nhỉ, anh tâm nhỉ. Trường được nghe. Vâng, xin cảm ơn. Cho tiếp bạn. Vâng, mùa sớm đến thì cái gì cũng thế. Cảm ơn các chú công ông và bạn thể là đông quay được cuối cùng từ hưởng thụ đến mùa sớm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhất trong ngày lên sân khấu lên. Ai còn vẫn thương sông Tô mà nơi đây còn một nước yêu du. Ở đây có bao nhiêu lòng và nơi đây có nhiều thiên hồng. Cùng nơi đây em đang chờ anh xây một đời. Ngày anh đến thăm lại mùa đông ta là anh mình mơ. Ngày anh đến anh và người em đang sẽ không còn những u buồn chung mãn cơn mơ suốt đời nhau. Lòng
sao chẳng đổi thay. Phía trước bước tiến lên một đời xứng danh nổi con. Vâng, bây giờ là người có những đường nhảy ai nhất trong ngày lên sân khấu để đón nhận một bản thi bích được mang tên Sân Yêu Thương. Chắc có em phù hợp, đồ hầu mong manh như tương lai trong gió. Em nâng niu đem hoa về đứng, trong buồn mong ta hoa không phải tặng chẳng cần đau, tôi biết tình nhân sắp tới nhưng
sao xa. Em có vui không? Vì biết tình trời em đã nhớ. Nhưng anh lạnh lẽo buồn cười. Vẫn lâu anh lòng chẳng nhớ như nào. Dù tình em xa mê, nhưng anh còn tại đây. Còn ai đang thương đi những giấc mơ vừa dài. Giờ anh lại nói trong các khó mong vấn. Một đời anh yêu em chẳng mơ gì. Dù tình em xa mê, nhưng anh còn tại đây. Còn ai đang thương đi những giấc mơ vừa dài. Giờ em lại nói trong các khó mong vấn. Một đời anh yêu em chẳng mơ gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
bạn rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa các bác, các cô chú anh chị và các bạn, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với thế hệ tuổi 1975 Ất Mão. Và hôm nay tôi cũng là người con của quê hương xã Phú Kim, cũng sinh năm 1975. Và hôm nay tôi được biểu diễn bài thơ của các bạn. Xin được gửi tặng lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các cô chú anh chị em và các bạn, đặc biệt là các bạn sinh năm Ất Mão. Một cái lễ rất là ý nghĩa, và chúc cho các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Một bài hát mà xin phép được tặng các cô chú anh chị em và các bạn, một bài hát có lẽ là gắn liền với lứa tuổi 75, một bài hát gắn liền với một cái mùa xuân, một cái chiến thắng miền Nam giải phóng và Bắc Nam sum họp một nhà. Và trong cái bối cảnh đó thì lứa tuổi 75 ra đời, và trong một cái bối cảnh mà đất nước chúng ta đã hợp nhất và không còn tiếng súng nữa. Và xin được gửi tặng các cô chú anh chị em và các bạn một bài hát được của nhạc sĩ Hoàng Hà. Bài hát được mang tên Đất nước chọn niềm vui ạ. Oh,
Thank you.